Chào các bạn, lâu quá rồi không gặp các bạn. Hôm nay Bưởi Bưởi đặt được một cái đơn hàng của cà phê vật liệu. Các bạn đó đặt Bưởi làm hai cái nhân vật để đại diện cho cái thương hiệu của mình. Đầu tiên là mình sẽ phác thảo cái nhân vật của mình ra. Thì cái phác thảo này nó sẽ có cái size cùng với lại cái size thật luôn. Đây là đất sét polymer của Trung Quốc ha. Nó có màu sẵn cho nên khi sau khi làm xong thì mình sẽ đỡ phải mất cái công đoạn mà sơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái đất này thì nó hơi dẻo cho nên cái quá trình mình làm việc nó cũng hơi khó khăn hơn là cái đất Scoopay của Mỹ ha. Phần cốt đầu tiên á đã xong rồi, nhìn nó giống cái bút chì không các bạn. Bây giờ mình sẽ đắp đất màu lên công đoạn này. Phần đầu với phần chân thì mình lại quên quay video mất, cho nên véo một cái tới cái đoạn này luôn. Mình chỉ kịp quay đến cái đoạn mình phủ màu cho đôi giày. Thì thực sự cái nhân vật này mình muốn nó không có quá, nó không có quá nhiều màu ha. Nó vẫn tươi sáng nhưng mà nó không có quá nhiều màu. Trong quá trình mình chờ nướng cho cái thân giày nó cứng lại thì mình sẽ tiếp tục tạo dáng cho nhân vật thứ hai ha. Vì cái nhân vật này nó khá là nhỏ cho nên mình phải bố trí thêm kẽm ở bên trong để cho nó không có bị gãy những cái phần tay. Mình có cái lớp ở trong bằng đất Trung Quốc rồi ha, nó cứng rồi, thì bây giờ mình sẽ bọc ở ngoài bằng đất Scoopay. Mình có một cái đế gỗ như thế này, có một đống đề can thì mình có thể dán đề can lên trên cái đế thì nhìn nó rất là ngầu đúng không các bạn. Ta-da, xong một nhân vật. Bây giờ tiếp tục nhân vật thứ hai. Công đoạn này là mình đã bọc xong một lớp đất Scoopay rồi, bây giờ mình đã các cái bàn tay ngón tay cho nhân vật thứ hai ha. Nó là một con mèo, trên tay nó đang cầm một cái hộp quẹt Zippo. Cái size của các cái nhân vật này thì nó khá nhỏ, cho nên mình cũng hơi gặp khó khăn trong việc mà cầm nắm các cái chi tiết của nó lên. Ok, sau khi mình lắp tay xong thì mình sẽ sấy sơ cho nó cứng cái phần tay lại để sau này mình đưa vô lò nó dễ hơn. Rồi, cũng tương tự mình cũng dán cái đế cho nhân vật này giống như vậy. Ok, lên thấy cũng ổn à. Mình bắt đầu thêm chi tiết. Mình muốn nó mang một đôi sandal màu đỏ luôn, cho nó tông xịt tông với lại quần luôn. Ta-da, xong. Vậy là chúng ta đã có hai nhân vật cho vật liệu cà phê ha. Cái chữ vật liệu cà phê này mình lấy ở trên cái vỏ chai của các bạn á, mình làm thành cái lá cờ luôn, thì coi như đây là một cái nét độc đáo của cái nhân vật này. C
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Bữa Bữa Studio ha. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.